đã tới cái quán mà Yến Thi nó dẫn tới cái quán Mr. Tokyo. Đói bụng rồi. Mr. Tokyo. Thi nó đang quay YouTube á. Thì nó quay YouTube mà có mấy người fan hỏi là ba YouTube gặp nhau thì quay làm sao ta. Ta mới nói thì quay từ lưa từ hột dưa. Từ le hột me. Thank you. Thank you. Má cười bé bụng, má cười đau bụng luôn rồi kìa. Nghe tôi là con hoài. Đứng đây dịnh, cười té bây giờ. Cười cũng chết luôn ha. Cười đau bụng luôn à. Má cười má ôm bụng má cười. Đi. Ai cũng lớn hết chứ ai con biết. Đi má. Hàng của mẹ. Chắc giờ về nhà con ngủ quá má ơi. Ngủ chứ làm gì không ngủ. Chứ má cũng ngủ. Má cũng ngủ luôn hả? Con má ngủ nha. Trời ơi 5 giờ. Mình đi chứ. Đi chó tiêu chứ. Ngủ gì. Má ngồi bên đây hả? Ở đây ăn buffet mà được Tugo về. Không có chừng. Sushi á là ăn còn dư á thì nó chặt tiền. Nhưng mà thí dụ mấy cái cơm đồ khác á, cơm chiên hay gì mình ăn còn dư thì mình thì nó đem Tugo về. Tùy khác món nha. Không phải là món nào ăn cũng Tugo về đâu nha. Mở mới, cái cốp ra đi. Mới rỡ cái lăn Tugo. Nó lăn báo xuống hết trơn. Bún điêu xong rồi tôi với Thi chạy đi mua đồ. Mở cửa vô nha. Lucky, nó mừng má kìa. Đi không? Đi ra hả? Mở cửa cho nó ra nha. Đi ra đây. Rồi ra đi con.
Dòm gì đi ra đi còn dòm nữa. Dòm gì? Rồi đi vô đóng cửa cho nó dòm gì không biết. Mình lại lên đường. Bây giờ mình lại lên đường có hai đứa à. Thi chở Tám đi đi coi con gì cây xì, nó đánh tennis. Nó nói ra ngoại ngày mai về rồi rồi muốn ngoại với thơ đi coi đó. Nhưng mà ngoại đang ngủ khò 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 đâu có dám đó. Ngoại dậy đâu. Thì ngoại đi về ngoại mệt quá rồi, xong rồi bây giờ phải mình phải đi mình luôn, khỏi kêu ngoại dậy. Tính kêu ngoại, nếu mà ngoại thức rồi thì kêu, nhưng mà nếu ngủ mà thức mê quá thôi, ngủ mê quá. Với lại ngoại dậy ngoại cũng đi rết rum, ngoại cũng tùm lum á, ngoại chậm chậm cho nên là không có được kịp giờ. Ở đây cũng gần lắm, khoảng 10-12 phút à. Nên nếu mà ngoại dậy rồi á, trời ơi, tennis hả, đâu có khi 30 tiếng luôn á thôi. 30 tiếng luôn á, hồi đó hả, 4 giờ mấy đi phải mà 8 giờ mới xong ghê không? Tại vì nó đánh ngang ngửi với nhau á, nên đánh hoài không có ngưng được luôn. À, khi nào thắng nó mới ngưng. Tại huề rồi cái phải đánh tiếp một hiệp nữa đó. Hiệp đầu cuối mùa mưa hả, mưa kìa, chút mà chừng nào mà thunderstorm á nó mới ngừng. Còn mưa 500 thì thunderstorm là cái gì à, ý là mưa lớn á. Phải thunderstorm sấm sét. Tự nhiên thunderstorm tôi tưởng là chiến thắng mà mới ngừng. Gần đây hả? Các bạn theo chân hai chị em đi coi cây xì lần đầu tiên bà Tám đi coi coi tennis, coi cây xì đánh tennis thì coi nhiều người ta đánh lắm rồi, nhưng mà coi cháu đánh thì chưa coi. Coi ai đánh thật là không có chúng đi chi á, người ta đánh cũng thích thể thao hả? Không thấy gì thôi chứ đâu biết đâu hết. Trời, tưởng ngồi coi chứ ai không có thấy thôi. Thấy người ta đánh gì đó. Nhưng mà đâu giờ chưa giờ đi coi cho thi đấu. Không có thích ngồi mà coi hả? Không. Nhưng mà thôi, nếu thích coi đá banh nhất phải không? Hồi xưa nhà mình ai cũng thích nhớ không? Mùi ù la hết cả xóm. Phong trào quá mà, chứ có biết gì đâu. Thì đá banh thì dễ. Biết là vô trái là thắng. Còn tennis đâu có biết như thế nào mới thắng đâu. Tennis sao là thắng? Đánh cái đỡ không được gì. À, đánh đỡ trật là bị thua. Đúng. Nhưng mà đỡ trật quái gì thì là thua. Nhưng mà mấy chục không là mới thua hả? Một hiệp là đến số 6, giống như 6-0 rồi là cái thắng. Rồi đánh tiếp cho đến hiệp 2. Nếu mà 6-2, 6-5 gì đó là thắng. À, coi như 6 trái là maximum. Ngân nếu mà hiệp 1 người này thắng, hiệp 2 thì cái người kia thắng á là huề phải không? Một đều là đánh tiếp cho đến tới số 8 thôi. Đến 8 8 hiệp là, không phải 8 hiệp. Đến cái điểm 8 với 102, 84, 85 gì đó là ngưng. Trời ơi, mưa mà nắng. Nắng mà mưa. Không biết đây nè, đây là sân tennis của Tin. Đâu Tin bên này đúng Tin, không? Đâu Tin, cây si. Ông quên lộn cây si. Đâu? Cái clip màu cam đúng không? Bên kia. Đi qua coi nó. Đi tới gần nó coi đi Hi. Hả? Tới gần coi nó chứ. Trời ơi, nó đen thui cả trời. Mỹ đen vậy đó. Nó đen như là Whitney Houston vậy đó. Đó, tìm nó quên cây si mà lộn tìm mà. Cây si đó. Thi cầm giùm nó Thi. Quay nó coi. Wow. Ý chết. Đánh vô cái đó là cái gì?
là thua hả? Hay quá. Ủa trời, quên coi mà quên quay luôn. Ui, cái bà đã bắt thua rồi. Các bạn thấy rõ không? Tại vì Tánh đứng ở cái hàng rào này nè, quay cũng không có rõ lắm. Ồ, để coi coi tỷ số đâu. Ồ, tin nó được 4, bà kia 3. Cây si chứ. Sorry nha. Cây si mà kêu tin hoài. Hàng tin con cây si nó được 4 rồi kìa. Ừ. Nè, nãy thấy nó được 4. Không phải. Không phải là nó lật, có khi nó thua nó cũng lật giùm ta. À. Nhưng mà mới hỏi á, màu trắng là màu của cây si, trường cây si. Ủa, màu trắng là tiếng 3 hả? Đúng rồi. Còn cái 4 này là... Cái 4 là cây si thắng. Ủa sao? Cây si thắng 4-3. Ờ. Cái kia là trường kia. Trường kia đang thua. Trường kia hạng nhì đó. Trường cây si thì năm ngoái hạng nhất. Năm nay thì đó. Mấy người kia đang thua. Trường cây si là mặc quần cam đúng không? Đúng. Ý, bà này bà đánh hụt nữa kìa. Vậy là được không? Chứ không được. Với ông lúc đầu sợt á, phải vô cái box nhỏ đó. Ở trên chứ phải ngoài nha. Ôi. Ý chết. Kỳ này con tin đó là ấy quên con si đó. Nó bị chật. Đổi bên nè. Con nhỏ này kỳ trước nó không có đánh với kỳ si. Nhưng mà nó đánh hiền quá ha. Chứ tôi thấy người ta đánh nó ta đập đập. Đó 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 đó. Không có người người ta đập cho khỏi đỡ luôn á. Cũng ráng vậy chứ mà nó lại dùng trí nữa. Ví dụ mày đứng đây ta phải đứng chỗ khác. Trời ơi. Đưa banh lên cái mình đập sao mà cho nó mạnh á, cái nó không có đỡ được thì nó thua đúng không? Kỳ trước á, trường cây si thắng sát luôn á, sát nút á, giống như 5-4 vậy á. Nghe ngửa gì? Mà trường mất đánh, kỳ trước đánh lên rồi, đụng độ rồi, nhưng mà tới trường người ta. Còn trường cây si mượn cái sân này đánh thôi. Là hai đứa tự đánh tự ghi tự sợ tự ghi tự tỷ số cho nhau. Trời ơi, may là hôm nay không có nắng. Ủa nếu mà dao banh đụng vô cái thành nằm lại hả? Không có trọng tài ha, để tôi vô tôi làm trọng tài cho. Bà Tám lòng tình không biết gì luôn. Ấy học bệnh. Sao không có ai lụm banh gì để tôi vô tôi lụm banh cho. Chạy đi. Đứng đây quay coi. Qua cái hàng rào này nó mắc cái ấy nè. Đó.
nó đánh, miễn là nó đánh qua cái khung thầm này nè mà vô trong cái ô á, mặn nhỏ kia đỡ không được là cây si nó thắng. Ờ dạ, ô trong á, ở ngoài không được. Ô trong hả? À, ở ngoài là cái này á, cái len này á. À, biết rồi. Bữa nào tôi thi vô đánh thi. Chừng nó thấy mình coi nó khớp quá, nó không có, nó không quấn được á. Ôi trời ơi, đập gì mà đập mà lên khung, vô trúng khung hầm có sao không kìa. Tự đánh tự lụm banh luôn kìa. Ra ngoài là đấu được không? Giống như bà Tám làm MC mà bà ngoại hồi hộp vậy đó. Khoan khoan để coi. Chết. 44 rồi. Rồi 44 rồi Thi ơi. Ý 45 Thi ơi. 45 luôn rồi. Chết, tim ôn con si nó thua lại rồi. Thì trước nó đánh trường này á, nó thắng, thắng 6-0 luôn á. Nhưng mà không đánh cái con này là hạng cao hơn nữa. Bây giờ đưa nhỏ này hạng cao đánh cái si, phải không? Lúc trước cây si đánh với nhỏ kia hạng thấp một chút, nhưng mà cây si nó confidence, ý là tự tin đó. Không biết thôi, thôi chưa kết quả đâu, mới một hiệp à. Nó đang nghĩ vậy nào. Cây si, cây si cô, cây si đánh hay con? Con lên, con lên con nghĩ con. Trời, nó cục ốc màu cam luôn kìa. 1-0, bên này 1-0. Trường bên này á, hiệp 1 trường tiên cũng trường cây si cũng thua. Cái bên màu đen á, 1-0 rồi là trường cây si thua. Kỳ trước trường cây si đụng với đội này rồi. Ra ngoài. Trời, cái này đánh chạy thấy bà nội. Đi qua con cây si nó đánh nè. Ta vỗ tay. Đứng ở đâu, đứng ở đâu mát mát ở đây. Bên kia mát kìa, nay nắng rồi, nắng lên rồi. Rồi, ba của cầu thủ ra kìa. Đó, Huy rồi. Ra ủng hộ con. Ủa đi làm về rồi hả? Dạ, đây rồi. Về lúc mấy giờ? Mới về nhà cái bỏ đồ chạy vào đây liền. Ồ vậy hả? Bác thức dậy chưa? Chưa. Bác ngủ không? Trời ơi nắng. Ngồi xuống đây đi.
ngồi xuống đây đi nè, đây mát nè. Không lấy ghế hả? Thôi khỏi ghế, ngồi dưới cỏ đi. Không đem cái gì lót ha. À, ngồi dưới cỏ nè. Nó đánh hồi hộp quá kìa. Lần đầu tiên Huy đi đó. Ủa vậy hả? Huy chó có bây giờ đi coi đó đâu. Nóng luôn á, trời ơi, đánh lên nít nóng ghê, đổ mồ hôi luôn nè. Đánh tên nít nóng ghê luôn. Công nhận rồi, bắt đầu nó đánh tiếp kìa. Ê, ê, chết mẹ, à, chết mẹ, xấu xấu, con trùi hay quá. Ê, con chừng quay. Ủa, cái nó xúc có luôn rồi. Nó ra hả? À, vậy hả? Coi cho nít cái tối này sư cô hoài. Có thấy rõ không các bạn? Các bạn ơi, có thấy rõ không? Giờ ngồi chỗ này nè, coi nè. Hết sức rồi, quay vô đây rồi, hết sức. Ý, ủa mà giao banh hụt gì có bị trừ điểm không ta? Có chứ, mỗi lần là hai trái thôi. Ý. Thấy không? Ê, ê, con chân, con chân. Á. Tới. Ê, nó làm nhẹ. Trời ơi, lúc mà nó chạy tới. Tại nó thấy mình đứng xa cho nên nó đánh nhẹ đó. Để mình chạy tới được rồi. Mình chạy tới lỡ không kịp, lỡ nó đánh xa. Mình phải thủ từ xa mình chạy tới. Trời ơi, con gái mà nó đứng ngoài nắng, nó đánh ngoài nắng ghê quá ha. Khi 4 tiếng luôn. Trời ơi, hèn chi nó đen thui. Bên trường kia hả? Trường kia là năm ngoái là hạng nhì, Reno đó. Còn trường cái si hạng nhất năm nay là hả? Thế giờ chưa biết. Nó xuống. Nhẹ nhẹ thôi. Ồ, nó đứng ở xa mà. Ê. 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 Rồi, nó thua rồi. Đánh vô cái lưới rồi. Hai đứa cũng ngăn nữa, nãy mình tới là cái si nó còn nhớ không? Ừ. Ê, trời ơi. Nó ngay cái line không có đánh nó rồi. Đội cái si 20 đứa rồi. Đó, mỗi đứa là sợp vậy nè. Hai lần. Ơi, ra ngoài. Ra ngoài cái si được điểm. Ê. Ê. Nhỏ nó đánh mạnh ha. Cây si đánh hơi hiền á. Mạnh lên con. Đánh cho nó không có đỡ được cái ế. Trời ơi. Yes. Mạnh quá hả? Vô ôm. Vô ôm. Thơ nói xong rồi. À, lấy đánh xong ai làm trọng tài gì? Để bà Tám vô trọng tài. Không hiểu gì hết. Bà Tám vô làm trọng tài. Xú cú. Cái si thắng rồi. Trời, cái cỏ nó đâm vô trong lưng. Nó đâm vô lưng nữa nè. Ừ, đánh bỏng quá ha. Không có đánh mạnh ha. Gái á, gái đánh nhẹ. Đàn ông nó đánh mạnh lắm. Ừ, đánh bỏng quá dễ đỡ. Ê,
hình như mới đầu nó chơi nhẹ rồi từ từ nó mạnh sao. Úi trời ơi, ra ngoài rồi, rồi hay quá. Cây si thắng. Ao ra ngoài rồi. Đụng lưới rồi. Đánh mấy xe ta? 3 xe, 4 xe. Đánh nó đánh chừng nào lên tới số 6 thôi à, rồi nó làm thêm một như là tới hiệp thứ 8 á. Rồi nhỏ này vô lưới hoài. Hai lần rồi. Đợt này chắc cây si nó thắng nữa rồi. Ê ê ê ê ê. Ú, đập. Ê chắc chắc. Si nó ao hả? Tin nó thắng 3-0 rồi kìa. Tin rồi, tin. Ở quên con si. Tin hoài. Coi làm gì mặt nhăn quá trời nhăn. Ấp lên. Ê, coi chừng nó đập á. Ê, thấy chưa? Ê. Ừ, tin con si nó đánh hiền quá à. Ha. Không, nó có cái trò gì vậy đó. Đó ra rồi. Ủa tối thui thì sao? À có đèn. Ồ nó ao rồi. Trời, cái si thắng rồi. Ủa cái si thắng 4-0 luôn kìa. Nó đánh hiền nhưng mà nó có cái gì gọi là gì ta? Cái si tai. Cái si tai của nó hả? Chiến lược. Chiến lược hả? Nó biết chiến lược. Nó hy vọng thắng đi. Trường nó số 7 giờ là thua mấy trận rồi. Mấy đứa đó là... Nhưng mà nó thắng mấy đứa kia thua cũng vậy à. Đúng không thầy? Ừ. Dù nó thắng mấy đứa kia thua thì phải làm lại đúng lưới. Cái này khó đập lắm á. Ừ. Trời ơi, con si nó đánh bẩn quá ha. Bỏng bỏng nhưng mà nó cũng thắng. Ê nhỏ này. Rồi, chạy rồi. Thôi, yes. Nó trúng cục dọc làm sao. Ê à. Tôi kêu bằng cục dọc. Làm những đá banh. Cái đá kêu bằng gì? Lưới. Lưới hả? Cục dọc. Cục ngang. Cục ngang chứ. Cái này cục ngang chứ không phải cục dọc. Rồi vô cái lưới. Trời cái cỏ nó đâm vô trong cái lưng tôi nè thầy ơi. Em sẽ phản công em nha. Nhỏ nó lại sót. Mất trường kia đó, người ái châu. Mà nó thua trường hạng nhất trường của cái gì. À. Cái gì nó hạng hạng 6 nhưng mà tại vì nó bị lúc mà thử lúc ánh á nó đi chơi vacation á nó hụt bây giờ nó thiếu 3 ngày. Lúc mà người ta thi đấu để xếp hạng thì nó thiếu 3 ngày. Nên nó ít điểm nhưng mà nó đánh thắng con nhỏ 50 thứ 4 trường của nó đã thắng thứ 4 thứ 5 luôn. Nhưng mà nó hạng thấp tại vì nó bị thiếu cái điểm đó.
Good job, Casey. Good job, Casey. Ôi trời, đập đập chi vô trong cái ấy rồi. Vô trong cái ấy, vô trong cái lưới, cái lưới kia vô trong cái ấy rồi. Thơ mà trường thực tennis là thôi. Bà Tám đang tường thuật cuộc đấu tennis giữa Casey và cái người nào không biết tên. Và bây giờ bên phía bên kia giao banh và Casey đã đỡ. Casey, Casey đỡ. Ê, cái sĩ thắng rồi. Mình dặn nó bấm cái trái sắc núi là nguy hiểm lắm, rất là tốt. Đúng rồi, cái cú cái nãy cái rau rau nó đẹp quá. Cái hiệp này á, cái sĩ nó có khí thế mà đầu kia không thắng được một bàn. Ủa, lên 5-0 rồi hả? Bây giờ 6 là ngưng. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, 5-0 luôn. Rồi, con nhỏ này thua tiếp hả? Nóng quá, chết mồ rồi, chảy mồ hôi rồi. Cùng tóc thôi, tóc thôi. Nóng quá. Ủa, mà sao mấy người này nghỉ hết trơn rồi? Ủa, bên này nghỉ hết trơn rồi. Rồi, nó vô lưới rồi. Ý là nó đánh vô lưới nó thua. In now. In hay out chứ, in and out. In and out là như bánh burger. In and out. Kia hả? Ý là con bé này em đứng ra bên này. Con bé đều có mắt kiến màu xanh đó hả? Trời ơi, nó tròn do hả? Tròn do dễ thương không? Mà nó đấu dẫn nhất hả? Mà nó đấu dẫn nhất hả? Trở về 0-0 lại nè, đánh gọn về đó em. Đúng rồi, hồi nãy cái si thắng là lên 6 là ngưng lại bắt đầu đánh hiệp tiếp nè. Cái này là coi như quyết định đó. Phải không? Hồi nãy Casey cũng thắng. Nhớ không? 6 luôn á. Bây giờ Casey cũng 6 luôn à. Không, cái hiệp đầu của anh nó. Cái đầu là nó thua. Xong rồi nó bị thua hiệp đầu. Nhưng mà hai cái hiệp vừa rồi là nó 6-0 không? Nhớ không? Nó 6-0, cái này cũng 6-0. Ừ, cái này 6-0 thì cái hiệp sau. Rồi bắt đầu vô kìa. Rồi đánh tiếp kìa.
Giữa tay. Tay nhắc tù. Giữa tay mà cho ăn bánh. Giữa tay mà đánh trên đầu. Yes, giữa tay. Hai đội là đội quần cam với đội quần đen. Hai đội quần cam với đội quần đen đang ngồi ở đây. Rip chứ quần. Chắc mai mấy giờ chị Thơ đi? Tùy à, muốn đi giờ nào đi vậy? Có gì để tối giờ dắt đâu. Ừ, các bạn ăn uống rồi đi cho đi sớm rồi. Rồi cái xe thắng gì cho thấy. Ủa vậy hả? Trời, anh coi với anh. Nhắc không. Anh lo ra quá. Ủa anh gì mà thi nó lên nó đục rồi. Một thì mấy sáng. Thì hai à, trời. Ở chết bà. Thì vô lưới rồi. Chạm lưới. Banh đã chạm lưới. Banh chạm lưới là thua. Ủa ai thua là người đó phát banh hả? Không, mỗi đứa phát banh cũng như là cũng... Chết bà rồi. Khi nó chạm lưới hai lần luôn rồi. Là nó mệt rồi. Hồi nãy giờ là không không, chưa có ai thắng ai luôn. Ừ, 10 đồ ăn nướng thơm quá, ăn đói bụng. Không không, thơm quá thì không không. 10 nướng, 10 nhà hàng đói bụng quá. Tôi xin đánh cầu nhà lắm. Ừ, heo hả? Tôi xin đánh cầu nhà lắm. Tập bánh mạnh đó. Em có nói rồi, mỗi lần rút là mạnh vô. Ừ. Mà nó chưa có được mạnh. Ừ, chưa có được mạnh, bánh còn phải đánh mạnh hơn. Đúng rồi, đúng rồi, thì phải cao hơn ừ. Nữa. À, bánh, bánh cho bằng, bánh mà bánh sát lưới á. Ừ, bánh sát lưới khó đỡ, bánh cao dễ đỡ chứ. Bánh sát lưới khó đỡ. Ồ. Ta chơi ta có vỗ tay, người ta không có kiểu mà phe tài phe ta với một kiểu tinh thần thể thao. Chị Thơ buồn ngủ à? Chị thấy bụng không? Chưa, trời ăn buffet. Ăn cái buffet gì vậy? Đó, vô nè, rứt. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đúng lấy làm được hả? Làm lại hả? Ừ. Ăn buffet sushi. Bả gì? Ăn tới 2 giờ mới xong. Trời, ừ. Ăn mấy giờ vô ăn mà 2 giờ mới xong? Ăn gần 1 giờ. Trời, ăn ít vậy? Tưởng 10 giờ vô ăn. Chưa, nó đang nghĩ lao. Ai biết đâu. Ủa, nó ra về là kìa. Ủa, nó nghĩ rồi kìa. Ủa, sao mình chơi mình không thấy gì trời. Thì nó ra về chơi rồi kìa. Ai biết, thấy nó không có đổi số sao biết. Ờ, sao nó không ghi số gì vậy. Mà lấy cái xe nó nhỉnh hơn quá. À, Lia. Who won? Who won? Oh, really? Oh. Thank you. I didn't know. Là ai thắng? Cái xe thắng. Cái xe hả? Ừ. Cái như là hợp phụ á là cái xe thắng nhá. Hồi nãy là một điều thì nó mới đánh tiếp đó.
kỹ sĩ Thắng rồi, có bà Tám đi coi ủng hộ thấy chưa? Tám bà Tám mà bà Tám mà làm trọng tài là bà Tám cái gì Thắng lớn si win trời ơi cái gì Thắng lớn cái si congratulations rồi ở cái quần nó ướt nhẹp rồi trời ơi chết hả. Hôm bữa cây si nó đánh được này nó cũng thắng à. Kỳ này nó cũng thắng luôn ừ. Nhưng mà quan trọng cái trường nó có ăn hay không á. Vừa kỳ rồi trường nó thắng à. Còn kỳ này thì có thể là không biết sao. Thấy mấy đội chị mấy cái đơn á ừ. Đội đơn nó thua. Ôi, để đi lần đầu tiên coi cây si. Trời ơi cây si bé close ừ. Mệt không con? You see my tears. Trời ơi cây si nói gì nè con thắng mà chưa cái chi đánh hay quá à. Lần đầu tiên dì thơ coi con á ba nó cũng lần đầu tiên luôn vậy hả lần đầu tiên luôn. Ba chơi kỳ vậy con đánh tới giờ mới mà lần đầu tiên coi trẻ mới làm mệt không con cái gì bye bye yes. Thank you cái chi đánh hay quá à. Thấy cái chi đánh nhẹ nhẹ mà thắng ha bữa nào con đánh mạnh không con mẹ nó quất mạnh lên. Sao nhiều lúc nó mệt nó đâu lúc nổi. I have to go home with you guys. We didn't bring the bus here. Yeah. We have to drive by car. Bây giờ có đánh double không? Không ạ. I think so. À mà con không đánh hả? I don't know. I have to ask. Chụp đấm thôi. Chụp ba người để coi. Ý có cái bóp chợ vui. Ba lô. Không nhưng mà chị Thơ đâu có mang ba lô về hả? Phải mang ba lô về chứ. Thì lấy đi. Ồ ok. Bye. Ok bye. Ok bye baby. À, lấy cái bóp ở trong bóp nằm xe ở trong xe hay là trong hông trong xe chỗ dưới chân chị ngồi đó. Đây bên này người ta không có đập kiến cho nên không sợ cali để chỏ trong bóp quên bỏ bóp trong xe sợ lắm ở đây không có đập kiến nên cứ bỏ trong bỏ bóp trong xe thoải mái chị Thơ đứng đây đợi em chạy ra đây ha khỏi thôi đi luôn đi à, okay. Không có sao cái bộ mà có dù gì thôi phải không ừ đúng rồi để em cầm cho em cầm túi luôn nha được rồi hơi không sao nhẹ mà ừ. Bữa nay đi siêu xe đi làm hả em đi làm bằng xe đó không à có người à sao chỗ làm gần Huy với lại em đi tới 35 phút rồi ồ cũng xa ha dạ 35 phút và chạy 70 mấy mile giờ 80 mile giờ ừ là làm từ 4 giờ sáng dậy à hả? Không, em là 5 rưỡi. 5 rưỡi là 4 giờ phải dậy rồi. Dạ. Ừ. 5 rưỡi bắt đầu làm cho tới 4 giờ xong hả? Không, mà cái department start 6 rưỡi lận, nhưng mà em phải vô 5 rưỡi. Dạ, tại em làm sếp hả? Dạ, em phải vô, phải check mấy cái làm email sếp, rồi, phải đi. Sếp hay đi sớm? Phải đi meeting, em phải ra vô sớm hơn và về trễ hơn. Ta về trước mình là phải bấm thẻ cho người ta hả? Thẻ hay sao? Rồi không ta bấm thẻ nó có cái fingerprint rồi chị. À, nhưng mà mình bằng dấu tay. Thì thí dụ như mình phải họp meeting với lại cái next shift. Ừ. Rồi report production report boss này kia tùm lum á. Ừ. Phải email rồi. Rồi Thanh Kiều. Trời xe cũng có cây dù nữa nè. Rồi đã về tới nhà. Xe thể thao ra vô khắp hết chị hả? Ừ. Để em cọc gì em phụ. Được rồi. Được rồi cái chăm chị cây dù à. Bữa em có cái thuốc mà xịt cỏ á. À. Không xịt sao cỏ chết hết. Trời. Xịt cỏ rồi xịt cỏ chết hết. Pha không có đúng quá vậy. Sao tử hết luôn. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.